Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Như Hiền với Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Liro Sài Gòn TV ngày hôm nay ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022, uh, trên băng tầng 56.10 trên nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay, uh, Lê Thái và Như Huyền cũng uh, đến được gặp gỡ quý vị uh, trong chương trình cà phê sáng cuối tuần và cũng gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái. Chào ừ. Lê Thái. Hôm nay Lê Thái có cái áo màu hồng sọc rất là đẹp thưa quý vị. À, Lê Thái có nhiều áo đẹp lắm bạn thưa quý vị. Tủ đồ vẫn kẹt đủ đúng đó đồ. Rồi. Quá chừng đồ rồi. Mới than thở với như là đồ nhiều quá thưa Quả quý vị. Nhiên. Nên quý vị nào mà cần đồ nhớ hỏi Lê <laughs> Thái nha. chào quý vị. Good morning. Và ngày hôm nay Nhi Huyền kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà phê Sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật thưa quý vị. Là tới ngày hai thứ hai là mình phải đi làm rồi và ông thứ quý vị nên ngày chủ nhật này mình cứ enjoy đi đừng có nghĩ tới ngày thứ hai đã làm cà phê sáng xong đi ra thì lê thái với như huyền sẽ đi ra ăn sáng dạ yeah, vâng cà phê sáng xong đi ăn sáng <laughs> đi ăn sáng thưa quý vị ăn sáng xong rồi đi uống cà phê sáng tiếp <laughs> tục đi uống ở ngoài chứ không phải uống trong đại dạ yeah. <laughs> yeah, vâng. à, và các thưa quý vị cũng như thường lệ thì trong chương trình cà phê sáng Cuối tuần như huyền và lê thái vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin vô cùng gần gũi và ý nghĩa chung quanh chúng ta À, trước khi mà Lê Thái gửi đến cái thông tin đầu tiên thì không biết ở trên màn ảnh thì uh, xin mời uh, bên phòng kỹ thuật cho xem cái hình ảnh cái cô bé này. Ồ oh, so cô cute. Bé. Đi, cô đẹp chỉ đoán cô bé này khoảng mấy tuổi? 7, 7 tuổi ta. đúng không? Ừ. Mà đẹp ha. Quá đẹp luôn. Dạ vâng. Nhìn Lê Thái luôn, bây là đó không phải <laughs> Dạ vâng. Và thưa quý vị, cô bé này đã 19 tuổi rồi thưa quý vị. Biết mà. Dạ vâng. À, đây <laughs> là một cái cô gái tên là Aboyo Charis cô cao chưa đến 1 mét thưa quý vị và gương mặt như một cái đứa em bé trẻ thơ năm sáu tuổi thôi và khiến cô thường bị xuyên nhầm lẫn với một bé gái và từ nhỏ thì cái cô bé này thưa quý vị đã bị chẩn đoán là mắc chứng bệnh hiếm khiến cơ thể của cô uh, còi cọc và gây biến dạng xương bị bệnh thận mãn tính và không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác và obertaris đã phải mặc bỉm cả ngày và xương thì ngày càng yếu và gây đau đớn và cô cũng không thể nào mà đi đứng vẫn giống như là một cái đứa bé bình thường được và rất là ít người mắc cái căn bệnh này thưa quý vị và một khi mà những người này mà bị mắc bệnh này rồi đó thì người ta đều đa phần họ đều qua đời sớm à, việc mà cái cô bé này còn sống đến ngày hôm nay là một cái đặc ân à, theo cô nói và chưa lúc nào mà cô thôi nuôi cái hy vọng là trở thành một cái ca sĩ hoặc là một diễn viên của Bollywood hoặc là Hollywood nổi tiếng và không biết rằng là tương lai thì cô có nổi tiếng hay không nhưng mà hiện tại thì nhìn cái hình ảnh của cô bé này thì thật sự là rất là nhiều người ta hiểu lầm đúng không chị cứ dạ, nghĩ quá... là quá quá nhỏ tuổi đi <laughs> dạ vâng và kính thưa quý vị cô không muốn nổi tiếng vì cái vẻ ngoại hình của mình là trẻ mãi không già nhưng cô mong được công nhận bởi cái khả năng là ca hát và từ bé thì cái cô quân này thưa quý vị đã mê âm nhạc và mong muốn cái giọng hát của mình có thể truyền tải à, cái tinh thần tích cực đến những người gặp cái hoàn cảnh khó khăn giống như cô và với cái ngoại hình khác biệt này thì aboy liên tục chịu những cái lời chỉ trích hay là những cái bình luận tiêu cực ở trên mạng xã hội thưa quý vị và may may, may mắn thì cô lại có một cái gia đình và rất là tốt và là một cái điểm tựa để mà cô vượt qua mọi cái áp lực trong cuộc sống và đã xuất hiện trong chương trình thần tượng Ấn Độ mà khi mà cô thể hiện cái tài năng ca hát và đầy triển vọng và đến nay thì cái cô bé 19 tuổi này vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ thành một cái nghệ sĩ chuyên nghiệp, một cái ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí. Và cái trang cá nhân của Aboy hiện nay cũng thu hút hàng ngàn người theo dõi và cô thường xuyên đăng tải những cái video trên cái kênh YouTube của mình hoặc là trên Instagram và để kết nối với những người hâm mộ mình. À, và những cái câu chuyện một của iBoy không phải là duy nhất thuộc quý vị. Vài năm trước đây thì truyền thông có đưa tin về Zhu Senkai là một cái người đàn ông ở Trung Quốc, 34 tuổi bị chấn thương ở đầu khi mà anh ta còn nhỏ, bị mắc kẹt trong một cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi và sau đó là Tomilav Chusi 23 tuổi người Ba Lan gặp vấn đề về cái tuyến yên và sống trong cái tình trạng của một đứa trẻ chỉ 12 tuổi thôi. Đây là những cái trường hợp mà những cái bệnh hiếm gặp mà khiến cho một cái người mà sinh trưởng bình thường người ta giống như một cái đứa trẻ vậy, từ suy nghĩ đầu óc cho đến Chắc như cái hình hả? dạng. Nhưng mà riêng cô thì cô lại suy nghĩ giống như một cái người trưởng thành tại cô 19 tuổi rồi, nhưng lại trong cái dáng dấp của một cái của cái đứa em bé Tội và hả? mong muốn của cô là nổi tiếng luôn cả Bollywood mà lên cả Hollywood luôn và không wow. biết là ước mơ của cô thành sự thật không cũng hy vọng rằng trong tương lai nhiều và Lê Thái đưa đến những cái bản tin mà liên quan đến cô cô trở thành một cái ngôi sao của Hollywood sao đâu biết được đúng rồi Thế cảm vâng. ơn Lê Thái và đã lên tới cà phê sáng rồi nghĩ là cũng sắp lên Hollywood rồi đó thưa quý vị <cười> <cười> cảm ơn cảm ơn Lê Thái và bản tin kế tiếp đó là một trong những bản tin rất là thú vị của thụy sĩ quý vị nào có đi qua thụy sĩ chơi chưa ở bên đó rất là đẹp phẩm quý vị quý vị ở Europe thì rất là đẹp mà hiện tại ở Thụy Sĩ có một cái tòa nhà mà tòa nhà này cho người dân ở là như là cái apartment vậy đó thưa quý vị toàn bộ làm bằng gỗ được gọi là cao nhất thế giới quý vị có thấy ở trên màn hình không wow đó không phải là khách sạn đâu quý vị đó là những cái nhà ở trong đó là những cái chung cư đó thưa quý vị dự án được đặt tên là Hell and Tigerly bao gồm 4 tòa nhà và trong đó có một rất là cao, cao tới 100 m 328 feet đó thưa quý vị. Và dự án được xây dựng tại thành phố Winterthur ở Thụy Sĩ nằm gần ở nằm ở Zurich và thiết kế cung cấp nhà ở hiện đại, chất lượng cao và lấy cái ánh sáng tối đa ban ngày và theo thiết kế của công ty đang Mạch gọi là Laser Architecture SHL họ cũng tìm cách tạo ra một cái khu phố hoạt động ở gần đó nữa không những cái căn nhà mà họ xây cao ngất trời đây thì xung quanh đó họ muốn xây cái khu phố ở gần đây thưa quý vị đó là cái mô hình mà họ đang đưa ra và ví dụ là họ xây tất cả những cái căn nhà là họ xây toàn bộ bằng gỗ và trong đó thì họ những cái xung quanh như vậy thì họ dùng những cái gạch nung màu đỏ sẫm và kết hợp với chi tiết màu xanh của lá cây nhìn rất là đẹp và rất là mát mắt thưa quý vị và phối hợp với những cái mái nhà màu gạch và những cái tòa nhà ở xung quanh nữa cái tòa nhà nó cũ như ở Europe quý vị cũng về đó thì có những cái tòa nhà cũ rất là đẹp nó rất là lịch sử thưa quý vị và đây là một cái dự án lớn có ảnh hưởng đáng kể tới cộng đồng về mặt xã hội cũng như thẩm mỹ ở thụy sĩ bởi vì chuyên môn mạnh mẽ của thụy sĩ khi nói đến xây dựng bằng gỗ là họ rất là tự hào tất cả những cái căn nhà họ đó họ muốn xây dựng bằng gỗ và bốn tòa nhà bao gồm các cơ sở nhà cũng như trong đó có không gian có shopping mall này có sky bar này trong đó cũng có khách sạn này và uh, sẵn sàng người ta xây và dân chuyển tới đó ở vào năm 2026 dự án đánh dấu một cột một cái mốc rất là quan trọng về việc xây dựng các tòa nhà gỗ và SHL cho biết là họ nói rằng cái độ nhà cao này tới 100 m đây là cái lập kỷ luật mà tòa nhà dân cư với cấu trúc bằng gỗ và chịu cái lực của cái căn nhà ở trên xuống rất là mạnh mẽ và nó nó trong đó nó thay thế bê tông thưa quý vị nhưng mà cái căn nhà cũng rất là vững chắc mặc dù là xây bằng gỗ cái cách kiến trúc của họ rất là tốt thưa quý vị và đây là những cái căn nhà bằng gỗ như quý vị như cho thấy à, quý vị thấy trong hình và tham gia các dự án kiến trúc bằng gỗ nó có được thay thế bằng bê tông và bên cạnh đó có những cái thị trấn và họ xây nhiều nữa và tới năm 2026 thì cái tòa nhà này sẽ hoàn thành và có dân cư tới ở. Dạ vâng cảm ơn mời chị Như Huỳnh. Kính à, thưa quý vị, à, trong ngày 18 tháng 5 vừa qua thì à, đất nước Bồ Đào Nha đã phát hiện à, 5 ca mắc bệnh đầu mùa khỉ hiếm gặp và trong bối cảnh vừa qua thì nước Anh cũng đã có rất là nhiều ca, à, thông báo có ít nhất là 7 ca nhiễm cái bệnh này thưa quý vị, người ta gọi là bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp nhất trên thế giới. Và à, những cái ca đầu tiên mà nó xuất hiện ở Anh Quốc và là vào ngày 7 tháng 5 cho đến ngày hôm nay. Trong khi đó thì các đơn vị mở y tế ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha người ta cũng nói là là hiện nay thì đang xét nghiệm trên 8 ca nghi nhiễm và cả năm bệnh của năm à, bệnh nhân mà bị nhiễm ở Bồ Đào Nha đều là nam giới thưa quý vị và những cái người người này đang sinh sống trong một cái khu vực ở Lisbon và thung lũng Tagus và hiện thì giới chức châu Âu người ta đang theo dõi mọi cái ổ bệnh đậu mùa khỉ bùng phát ở châu lục này và tổ chức y tế thế giới người ta cũng đang phối hợp với giới chức y tế Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu EU để mà đánh giá và cái tình hình mà lây nhiễm của cái bệnh đậu mùa khỉ này Trước đó thì trong năm trong ngày 16 tháng 5 thưa quý vị thì cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh cũng thông báo là nước này ghi nhận thêm 4 ca mắc bệnh động mùa khỉ sau 3 ca bệnh phát hiện vào đầu tháng vừa qua. Và theo cơ quan trên thì cả 4 ca này luôn thưa quý vị đều là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới và tự nhận mình là đồng tính nam và không ai trong số này có mối liên hệ với ba ca bệnh trước đó có nghĩa là những cái người này không có liên quan gì với những ca bệnh trước đó không có liên quan với nhau và chẳng biết vì gì vì, vì, về nhau cả à, nhưng cái người đầu tiên mà bị nhiễm bệnh ở Vương quốc Anh thưa quý vị là người vừa đi du lịch tại Nigeria và cái thưa quý vị cái bệnh đầu mùa khỉ là cái một cái virus rất là hiếm gặp nó thường lây nhiễm sau khi mà chúng ta tiếp xúc với loài khỉ và tỷ lệ tử vong của bệnh là 10% nó có thể mà nó xâm nhập qua vết thương ngoài da đường hô hấp hoặc là mắt mũi miệng và lây qua cái giọt bắn hô hấp hoặc là dịch thể trong cơ thể và triệu chứng của bệnh là xuất hiện trong vòng từ 5 cho đến 21 ngày khi mà virus nó xâm nhập vào cơ thể wow. bao gồm sốt nhức đầu đau cơ sưng hạch bạch huyết ớn lạnh và mệt mỏi và biểu hiện rõ ràng là phát ban và thường xuất xuất hiện trên mặt trước khi mà lan sang các bộ phận khác trên cơ thể, sau đó là hình thành các tổn thương da, đóng vảy và bong ra. Thì những cái bệnh này nó người ta nói là đánh giá nó cũng nhẹ và hầu hết những cái bệnh nhân bị nhiễm cái này thì nó sẽ hồi phục nhưng nó cũng có thể gây tử vong và nó xuất hiện tại Mỹ của mình trong năm 2003 và ca nhiễm đầu tiên của uh, anh bắt đầu ghi nhận trong năm 2018 và tất cả những người bệnh này đều là nhập cảnh từ Nigeria. Wow đây là những cái căn bệnh mới mà chúng ta thấy là cứ đưa ừ. lên trong thông tin cà phê sáng và những cái căn bệnh mới chúng tôi cũng rất là hoang mang bất là... <laughs> dạ vâng và kính thưa quý vị quý vị giữ màn hình như huyền và lê thái sẽ quay trở lại chương trình uh, sau những cái thông tin thương mại bao trời trở đài Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480-714-756-1070 Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái ngày hôm nay. Hôm nay Nhi đưa cho đến câu quý vị một cái câu chuyện mà như đọc ở trên cái tạp chí khoa học vào tuần vừa rồi thưa quý vị và quý vị nghĩ đây là khoa học viễn tưởng hay sao vậy nhưng mà đó là cái một cái thông tin mà những nhà khoa học họ đưa ra là đảo ngược cái lão hóa của mình bằng cách là đặt cái vi khuẩn phân của con chuột già vô trong con chuột trẻ thưa quý vị quý vị nghe thì giống như là khoa học viễn tưởng nhưng mà nó dựa trên nghiên cứu thật sự vừa được đã được thành công thưa quý vị họ cấy vi khuẩn phân từ chuột non vào chuột uh, vào con chuột già dường như là đảo ngược được tất cả các dấu hiệu lão hóa trong cái con chuột và mắt của con não mắt của con chuột uh, già rồi cái não của con chuột già nó phát triển tốt hơn rất là nhiều và các thí nghiệm tiếp theo cho thấy cũng hoạt động theo cách là di chuyển vi khuẩn từ phân của chuột già sang chuột trẻ khiến những con vật trẻ hơn sau đó lại có dấu hiệu lão hóa rất là nhiều thưa quý vị họ đi ngược lại họ làm hai cái thí nghiệm luôn uh nó đây là cái công thức cho không cứ phải là cái công thức để mà trẻ vĩnh cửu, trẻ hoàn toàn luôn là trẻ mãi mãi không bao giờ già. Nhưng mà đây là một cái công thức để họ cho biết rằng là có thể làm cái cơ thể của mình nó trở lại nó bị lão hóa thì nó trở trẻ lại được một chút xíu và nó sống nó tốt hơn thưa quý vị. Những thí nghiệm này cho thấy là có thể thực hiện được điều đó. Và quý vị cũng thấy là khi mà mình lớn tuổi thì cái ruột của mình và cái não của mình nó giảm đi rất là nhiều. Chính vì vậy mà nó làm cho cái cơ thể của mình già đi và sẽ xảy ra rất là nhiều bệnh dấu hiệu này bao gồm mất tính toàn vẹn ở trong uh, niêm mạc ruột vì vậy mà nó ảnh hưởng tới cái tuổi tác của mình thì các nhà nghiên cứu khoa học họ đã tìm hiểu về tất cả những cái cách khác nhau mà vi khuẩn đường ruột của chúng ta có liên quan đến sức khỏe của chúng ta cho dù là vấn đề sức khỏe là tâm thần lo lắng và cái bệnh béo phì nữa và pha trộn cái vi khuẩn ở trong bụng của những cái con chuột trẻ từ vì cái vi khuẩn trong bụng những con chuột trẻ này thì nó tốt thưa quý vị đưa vô con chuột già là nó nó đảo ngược lại cái sự lão hóa và nó cân bằng lại cái trong những cái con vi khuẩn ở trong con chuột già và nghiên cứu đột phá này đã cung cấp cho rất là nhiều cái nhiều cái 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 kết quả rất là khả quan cho tương lai thì họ sẽ áp dụng vô trong con người của chúng mình thì đây là một trong những cái vấn đề đột phá của khoa học trong tuần vừa rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. hi uh, hy vọng rằng là sau này người ta có thể làm những điều mà uh, hay hơn nữa khủng khiếp hơn nữa uh -huh. này đưa con con cái những cái cái con vây vi khuẩn từ chuột trẻ phân, phân của con chuột trẻ oh gosh cái phân trong cái phân đó cô quý vị mà đưa vô trong cái con cái ruột của con chuột già như, thôi, làm với trong con người biết nghĩ sao <cười> không, <cười> nghĩ hơi thấy ghê quá à. À, nghĩ đến là làm cho con người là thấy ghê đấy chào dạ, mừng vâng, à, quý tôi có việc giàu có thì ai không mê ha quý vị ha nói đến mà vấn đề mà trở thành triệu phú tỷ phú thì ai cũng mê hết Vậy như mà hả? chúng ta có những cái thói quen người ta nói rằng một số người người ta nói là có một số uh, cái thành phần trong xã hội cũng như là một cái số mà cá nhân đó người ta có những cái thói quen mà một số cái chuyên gia người ta nói rằng là những cái thói quen đó có thể mà khiến cho cái người đó trở thành một cái người tỷ phú và trở nên rất là giàu có thôi quý vị và ngày hôm nay lê thái cho quý vị sáu cái tiếp sáu cái thói quen mà một người có thể trở nên giàu có nếu như người ta có sáu cái thói quen này cái đầu tiên kính thưa quý vị à, theo cái tạp chí mà business time người ta nói rằng cái thử nền tảng của sự giàu có nó, nó phụ thuộc vào những thói quen tốt của mỗi người trong trong cuộc sống. Và sáu cái thói quen này là nó một cái sáu thói quen vô cùng quan trọng. Cái thứ nhất là quý vị nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Và trước khi đi ngủ thì nhiều người người ta dành thời gian người ta xem điện thoại, đọc báo hoặc là chơi game. Nhưng người thành công thì người ta lại tiết kiệm từng giờ từng phút thưa quý vị để bà bảo đảm cái thời gian ngủ 8 tiếng một ngày. À, điển hình là ở trên màn ảnh quý vị thấy ông này là tên là Jeffrey Bezos là nhà sáng lập của hệ thống mà bán lẻ Amazon. À, luôn dành 8 tiếng cho việc đi ngủ và với vị tỷ phú này thì ông nói rằng là Ngủ đủ giúp cho ông tràn đầy năng lượng, minh mẫn hơn và có thể đưa ra những cái quyết định chính xác. À, tiếp theo là cô Ariana Huffington là một cái nhà sáng lập của tờ Huffington uh, Huffington Post và là cái tờ báo lớn thứ hai của Mỹ, cũng luôn đặt giấc ngủ lên hàng đầu thưa quý vị. Và bà nói rằng là để thực hiện cái điều đó thì bà cố gắng ngủ 8 tiếng trọn vẹn mỗi ngày và đồng thời là tống hết tất cả các thiết bị điện tử ra khỏi phòng ngủ và hoàn toàn là tách biệt với các phương tiện truyền thông và email công việc. Wow. À, người tiếp theo thưa quý vị à, đó là ông Warren Buffett. Warren Buffett này là một trong những cái người mà rất là à, rất là Điều nổi đấy. tiếng, rất là giàu thưa quý vị và ông là một cái người tỷ phú người Mỹ và ông nói rằng là nếu như mà à, chúng ta tự thưởng cho bản thân dễ dàng tự thưởng cho bản thân khi mà chúng ta đạt được một cái thành tựu nào thì song song đó thì chúng ta sẽ là một cái người sẽ trở nên thất bại sẽ không có sẽ không có thành công hơn tại vì ông nói rằng nếu như mà chúng ta phải bán những cái thứ nào mà chúng ta không cần chúng ta không cần mà chúng ta bán đi á thì nó là cái vấn đề mà chúng ta tiết kiệm nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta cần mà chúng ta mua đi chúng ta mua lại thì chúng ta là một người sống quá xa xỉ và chúng ta tự thưởng cho bản thân chúng ta khi mà chúng ta đạt thành tựu thì nó sẽ khiến cho chúng ta là sống với cái thành công đó và chúng ta không nên không cố gắng tiếp theo đó là cái cách mà ông nói à. và người ta nói rằng là chọn cái công việc yêu thích cũng là một trong những cái quyết định rất là quan trọng mà khi mà chúng ta trở thành một người thành công hoặc là luôn tìm cái cảm hứng trong công việc là người lạc quan nhiệt huyết và năng động khó khăn và thử thách à, chúng ta đối diện với nó và chúng ta cũng sẽ trở thành một người thành công ừ. hoặc là làm việc hay là nghỉ ngơi với người giàu hoặc là những cái người khác thì nó không có nhiều khác biệt nhưng mà khi mà à, họ suy nghĩ về bản thân cải thiện bản thân hoặc là xem TV người ta vẫn không tìm được cái thông tin nào giúp ích uh, cho mình thì cái việc mà chủ động trong công việc luôn là cái thói quen dành cho những cái người giàu có người ta có thể người ta không dành cái thời quay dây dàng để người ta dành cho giải trí nhưng mà người ta dành cái thói quen đó để người ta kiếm tiền cho công việc ừ. và cái người cuối cùng thưa quý vị đó là một cái người cũng rất là nổi tiếng uh, ông là Lloyd Spank friend CEO của Goldman Sachs là một cái người chỉ có Uh, quan trọng cái thời gian hơn là tiền bạc. Khi mà mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ thì ông nói rằng là tất cả mọi người đều đều giống như như nhau như vậy. Uh -huh. Và bí quyết để làm giàu không nằm ở cái việc là chúng ta làm gì với khối thời gian đó mà sử dụng cái thời gian đó để chúng ta tiếp xúc với những gì mà thôi. Và với những người giàu có thì người ta dành cái thời gian không phải là một cái loại tài sản mà họ dùng cái thời gian đó ra để người ta tạo ra tài sản đó là cái câu nói của những cái người mà người ta những doanh nhân những doanh nhân cũng là những cái người mà người ta đã thành rất công trong xã hội thế. rất là thành công. Mà theo chị thấy họ hết là những cái người mà giàu những người thành công như Warren Buffett họ sống rất là tiết kiệm. Sống dạ, rất là dạ. giản dị. Mặc dù là họ sống là họ sống đơn giản như vậy giống như là là Elon Musk cũng vậy đó, giàu như vậy billionaire luôn quý vị mà sống trong cái cái nhà chút xíu như vậy để họ tiết kiệm, đủ tư để... họ đa số là làm việc Đầu tư làm việc làm Đây việc. là ông Bill Gates Cũng là yeah. một người sáng lập ra cái phần mềm rất là nổi tiếng Mà cũng... Uh ông cũng chịu rất là đơn giản với những cái áo sơ mi này nọ thôi. Dạ. Yeah, chứ không nhưng... có như hàng hiệu đồ uh, Louis Vuitton đồ. <cười> <Dồi>. <cười> Cảm ơn quý vị và bản tin kế tiếp đó là một bản tin về uh, Tesla nhưng mà cái Tesla này quý vị thấy là không những á, là chỉ có xe với là nhà không thôi mà nó còn về solar nữa phải không thưa quý vị và những cái pin mà nó dự trữ cái nguồn năng lượng uh, quý vị cũng thấy ở trên hình Tesla Energy là một cái bộ pin mới được thiết kế lưu trữ năng lượng bền vững tại chỗ và họ nó như là một cái năng lượng cái cái storage đó thưa quý vị nếu mà điện ra thì nó giữ cái năng lượng điện ở trong đó và cái lựa chọn hợp lý nhất đó là power nó được thiết kế hoạt động kết hợp với tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng dự phòng uh, rất là tiện và có những nó có tùy loại thưa quý vị nó có cái lớn hơn có power pack lớn hơn được cho những thương mại uh, cho những cái công ty mà những cái thương mại uh, công nghiệp rất là lớn và cái giá của nó bắt đầu là 3.500 cho cho 10 kw uh, for cho powerball thưa quý vị và cái thứ hai như muốn cho quý vị xem đó là tesla về cái solar panel của nó thưa quý vị mà thường thường là nếu mà gắn cái panel solar của tesla thì quý vị phải uh, sử dụng thay cái ngói của nó luôn thì nó có rất là nhiều loại rất là đẹp cái ngói nó bằng bằng gạch nó có bằng đá là thưa quý vị nó bằng bê tông và Tesla đã kết hợp với Solar City để mà điều hành ra một cái sản phẩm, cái mái nhà có năng lượng cạnh tranh với vật liệu thông thường mà cái giá của nó không có mắc đâu quý vị, là bắt đầu từ 21 đô la cho một square foot và nó rất là nhiều và nó kết hợp với lại là Tesla Solar Roof với là Solar City thưa quý vị và nó có đủ loại nó có ba loại có loại bằng kính nữa thưa quý vị có loại mà cái 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 ngói nhà của nó bằng kính thì như vậy là quý vị có một số quý vị cũng đã biết điều này rồi thì vì nó đã sản xuất ra từ năm 2021 thì bây giờ như nói cho quý vị biết là cái Tesla nó có cái độ để mà lưu trữ, lưu trữ cái năng lượng mặt trời của nó nữa Nhìn vâng, cảm ơn chị Du Huyền và kính thưa quý vị, à, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán toàn 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480-714-756-1070 Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Như Huyền Lê Thái cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Radio Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay. À, kính thưa quý vị, cầu hôn á, là một cái um, gọi là một cái hành động mà hầu như là em thấy là phụ nữ người nào cũng thích không thích được cầu hôn đúng không chị như chị như chị... <laughs> chị như hiện được bao nhiêu lần cầu hôn rồi trời, trời hỏi chữ bao, lần. <laughs> bao nhiêu lần nghe chơi, thôi chơi không bao nhiêu lần cầu hôn rồi quý vị, không, quý vị? À, từ xưa giờ là chị như Hiền có bây giờ mà ước mơ có một cái có một cái gọi sao ta một cái màn cầu hôn thật là lãng mạn từ một cái người mình yêu không? Hồi trẻ thôi thưa quý vị, hồi mà như còn mười mấy tuổi thôi, 16, mười 18 mười tuổi chơi giờ hết rồi quý vị Tại vì mình không có tin rằng đó là có cái sự thần tiên <laughs> tình yêu hả sao gì mất niềm tin vào tình yêu dữ vậy không phải là niềm tin thôi quý vị từ vì không mình thật tế thực tế hơn chứ nên... đâu có cái chuyện mà lãng mạn mà hoàng tử đi tới và cô gái ngủ trong rừng rồi hoàng tử tới thức dậy rồi cầu hôn đâu mày mà vì vợ em vẫn phàn nàn là tại sao mà si không có một cái một cái màn cầu hôn từ em <laughs> mà thật sự là đối với cái văn hóa của người à đâu nhất là người việt nam của chúng ta thì cầu hôn ít lắm đúng không chị đúng rồi ít thấy là lắm. ít tại vì mình bị cái cái văn hóa do gọi là cái cao trời của mình cái, từ yeah. họ hỏi việt nam nó không có lãng mạn giống như dân châu Âu, dân châu Mỹ này nọ, dân Mỹ. Làm vậy. Thành ra là nhưng mà mấy người sau này thì người ta làm rồi nhưng mà cái đợt mà cỡ mà cỡ ba ba mẹ em hay cỡ đến cái tuổi em á uh, là mình cũng cũng đã sống ở Việt Nam một cái thời gian rồi thành ra là khi mà mình nói về vấn đề mà cầu hôn mình ngại lắm. Yeah, mình kiểu mà quỳ ở... xuống một cái người phụ nữ cứ mình cầu hôn nó ngại lắm. Ờ không có chị ý thấy ít vậy. thái nói vậy thôi quý vị. Thật sự là cái địa điểm mà chúng ta cầu hôn có là một cái địa điểm rất là quan trọng và ngày hôm nay đã thấy được đến quý vị một cái một cái vị mục sư ở Nam Phi thưa quý vị anh ta vừa mới cầu hôn bạn gái của mình trong lúc ông đang chủ trì một cái buổi lễ đám tang của ba cô gái. Cầu hôn ngay tại cái đám tang luôn thưa quý vị. Cái đó hơi Và... bị quá và đây là một cái hành động mà bị người ta chỉ trích quá chừng trong những ngày qua. kính yeah. à, thưa quý vị, người đàn ông có tài khoản tiktok tên là em à, Chela đã đăng một cái video cách đây một tuần thưa quý vị và khi mà anh đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái của mình và cái màn cầu hôn này diễn ra đúng lúc mà tang lễ đang được tổ chức ở Nam Phi chỉ cách các quan tài người chết chỉ vài mét thôi và cái video này thưa quý vị nó hiện nay là thu hút đến 280.000 lượt xem và nhiều bình luận người ta cũng chỉ trích ở dưới người ta cũng chửi anh cũng có nhiều người khen anh cũng có nhiều người ủng hộ anh cũng có nhiều người ngưỡng mộ anh cũng có mỗi người mỗi xin mỗi người hả? mỗi ý uh -huh. và theo cái tờ mà Central News Agency thưa quý vị thì anh Mothila này cũng là một cái người chủ trì cái buổi lễ đám tang đó và anh nói rằng là anh muốn hỏi cưới để giúp cho cái người yêu của mình bớt đau lòng trong cái đám uh, trong cái đám tang của cha mình uh -huh. và cái video này gây, gây tranh cãi trong lúc mà cô gái nức nở khi ngồi hàng đầu cạnh quan tài của người bố á, thì đột nhiên thì anh cái cái người uh, vị mục sư này anh này anh, anh này là mục sư thưa quý vị quỳ xuống và tay cầm uh, cái micro uh, và cầu hôn cô và khiến cứ những người đang giữ cái lễ tang đó người ta bị sốc hoàn toàn và cuối clip này là anh đã đeo một cái chiếc nhẫn cho cô uh, vào cái tay bạn gái của mình và sau khi mà cô dường như đã nhận lời cái um, cái uh, lời cầu hôn của anh và có anh nói rằng là anh muốn xoa dịu cái nỗi đau uh, mất mát cha uh, và cái thời điểm khó khăn của bạn gái của mình ngay tại thời điểm này và anh nói rằng là anh chỉ muốn đang tạo một cái kỷ niệm đẹp đối với cái cô gái và không có gì là khiến anh ngại và mắc cỡ cả uh -huh. và người đàn ông này ban đầu thì ngỏ lời cầu hôn trước cái sự hiện diện của ông bố nhưng mà tại vì ông bố ông mất quá đột ngột đi thành ra ông cũng muốn là cầu hôn đứa con gái của cái người bố đã mất này giống như một hành động làm uh, trước mặt cái người cha để mà người cha chứ Kiến. Uh -huh. thì nhiều cái lời bình luận người ta phản đối cũng có người ta chỉ trích cũng có nhưng mà em nghĩ là tình yêu vượt qua tất cả đúng rồi từ mỗi người mỗi ý đó mỗi người mỗi ý, ý ấy, mà thì... cô nhận lời mà chứ cô đâu có 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 cô đâu, đâu có, có từ chối đâu, từ chối đâu cô ừ. nhận lời mà mà ừ. em nghĩ là cái người cha mà ở ở nơi mà nơi thiên đàng thì cái người cha này người ta cũng cảm cũng giác được họ ăn vui hơn vui và được ăn ngủ khi yeah. mà con gái mình có nơi nương tựa đúng không chị yeah. cái gì của mình cũng nói, nói chung là có một những cái câu chuyện là mình không thể trách được từ vì khi người ta đã làm ra người ta có một cái ý nghĩa của người đó mà sao tại sao tay? mà con gái không cầu hôn con trai ta cũng có một vài cái thông tin mà con gái cầu hôn con trai mà bây giờ em phải về em trách ngược lại vợ em tại sao mà hồi đó mà ờ à. không, không cầu hôn em ta đúng không tại à, sao phải bắt nạt không người ta cầu hôn nữa? đúng chắc người chết người lại chết á chắc vợ em giờ đang coi ra tích lắm rồi để mới biết tay <laughs> cảm ơn thầy lái và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin ở trên mặt trăng thưa quý vị lần đầu tiên những cái nhà khoa học họ đã thành công trồng một cái loại cây À, chút xíu thôi thưa quý vị cái cây nó như cái cải gì đó mà tiếng anh gọi là crest thưa quý vị là ở trên mặt trăng thì cái điều đó rất là quan trọng vì trên mặt trăng rất là khó trồng thưa quý vị trồng lên rồi nó chết thôi à, các nhà khoa học ở đại học florida họ đã tìm cách nảy mầm một cái loại cây ở trên uh, mặt trăng trên cái chuyến bay nhiệm vụ của apollo 11, 12 và 17 thì khi con người mình đi tới những cái khu vực nào thì họ luôn luôn mang theo cái nông nghiệp và điều này rất là cực kỳ quan trọng ở trên à, mặt trăng thưa quý vị vì khả năng à, thực vật những cái cây mà những cái cây trồng thực phẩm mà được thành công thì nó thay làm thay đổi không khí và có nước sạch đồ nữa và đủ rất là và thay đổi những cái oxy những cái carbon ở xung quanh cái môi trường và hiện tại như quý vị cũng thấy đó là cái cây trồng ở trên nhưng mà vừa trồng lên á thì vì cái mặt đất của cái cái, cái cái lượng ở trên đó nó rất là cái khí ở trên đó và đất ở trên đó nó rất là khô cằn thưa quý vị và nó có nhiều cái chất hóa học nên có một số cây nó cũng đã chết liền nó vàng và nó chết liền thưa quý vị và lá cây của mặt trăng nó có khi mà nó nó lên nó thì nó đổi thành màu đỏ rồi nó trở thành màu đen còn nó rất là rất là ít cái khí và cái oxy hóa ở trên đó và tại sao thực vật trồng ở trong không gian rất là quan trọng như vậy? Đó là vì thực vật có thể khắc phục được một số vấn đề khắc nghiệt của không gian ở bên ngoài đối với con người, chẳng hạn như thiếu thức ăn oxy và nếu chúng ta trồng rau trong không gian, chúng ta không chỉ là để ăn chúng thôi mà thực vật có thể chuyển đổi carbon dioxide thở thành oxy nữa thưa quý vị dạ vâng và kính thưa quý vị một thông tin nữa cũng khá thú vị trong ngày hôm nay lê thái gửi đến quý vị thường là ca cha mẹ thương con lắm nhưng mà có cặp cha mẹ này đăng kiện con mình với cái 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 đơn oh kiện là đòi bồi thường 600.000 mỹ kim thưa quý vị <laughs> cha mẹ kiện con trai của mình vì một mục đích lý do thôi đó là con trai của mình không có con để nối dõi tông đường của gia đình này à, Một thông tin này chỉ có ở Ấn Độ thôi thưa quý vị Và thưa quý vị Sau khi mà ông bà này đã vung hết Cái tiền tiết kiệm cho cái đám cưới xa hoa Và trả cái phí đào tạo phi công Ở Mỹ cho con trai của mình Thì cái cặp vợ chồng Ấn Độ này không chịu nổi Khi mà những người con trai không chịu Ờ uh, không chịu sinh cái người nói giỏi cho gia đình và gần đây thì ông Sanini Barasat 61 tuổi và vợ là Sarhana 57 tuổi đã đề đơn kiện con trai là Sri Saga và vợ của anh này vì cái phạm tội có nghĩa là bị quấy rối và gây đau đớn tinh thần với lại cái tội danh như vậy và lên tòa án tối cao ở Ấn Độ và theo đơn kiện thì Sri và Subagi là hai vợ chồng trẻ này con của ông bà được sắp đặt để mà kết hôn trong năm 2016 nhưng từ đó đến nay thì hai cặp cảm gặp vợ chồng này vẫn chưa có con, thưa quý vị và họ thậm chí là được gửi thẳng đến Thái Lan để mà hưởng tuần trăng mật nào uh, nhằm cho cái có có thể mà kích thích cho con mình được uh, có người lãng mạn để có thể mà có con sớm và vợ chồng này nói là khi mà uh, tổ chức đám cưới xong thì con phải là có con trong vòng một năm để cho ba mẹ ừ. nhưng cho đến nay thì uh, anh chàng này vẫn chưa có con uh, và ba mẹ của cậu này đã ra kiện lên tòa án tối cao của Ấn Độ uh, bà đã gửi cho con làm uh, đi học uh, đi học phi công trở thành uh, phi công ở Mỹ luôn uh -huh. và quay về Ấn độ trở thành một cái người phi công của một cái hãng máy bay. Và trong năm 2017 2007 thưa quý vị thì uh, ông bà này đã tặng cho con trai mình một cái chiếc Audi trị giá là khoảng 77.000 Mỹ kim và chi trả cho cái tiệc cưới sang trọng ở khách sạn 5 sao là khoảng là 25 triệu ruby của tiền Ấn tương đương là 322.000 Mỹ kim và hiện nay thì đến 6 năm nay rồi mà ông bà vẫn chưa được ẩm con thành ra ông bà nói là chúng tôi hy vọng có một cái đứa cháu để mà nối dõi tông đường cũng như là xoa dịu được cái nỗi đau của chúng tôi mà đến giờ này chúng tôi vẫn chưa thấy mặt mũi con cháu của chúng tôi đâu mà con trai của chúng tôi thì nó tách riêng nó ra nó ở rồi thành ra bà kiện bây giờ bà bị tổn thương tinh thần cũng như là bán nhà bán cửa để mà cho con uh, coi cho con mình có một cái đám cưới thật là tốt để cho một cái một cái tương lai thật là tốt mà hiện nay thì nó không quan tâm gì đến việc mà nối dõi tông đường hết thành ra ông bà tức nên cần tức kiện lên tòa án tối cao của ấn độ và kính thưa quý vị hiện nay thì cái vấn đề mà xu hướng mà uh nhiều thế hệ con cháu ông bà cha mẹ thường ở chung với nhau ở Ấn Độ Rồi hồi xưa này thì nó đã bị thay đổi trong những cái thời gian hiện tại ừ. tại vì hiện nay thì những cái cặp vợ chồng trẻ của Ấn Độ người ta tách riêng người ta sống riêng chứ không có sống chung trong một đại gia đình nữa đúng rồi, rồi. Là chúng ta cũng thông cảm cho anh nhiều khi ông bị cái vấn đề về 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 sinh sản xong yeah. đâu bắt con con đó ta tự nhiên về đám cưới sao bắt đẻ liền trong vòng một năm làm sao người ta đẻ được đâu có dễ đâu đâu có dễ đi, đâu con là trời cho mà đúng không chị đúng rồi mình làm sao mà mình bắt buộc rồi không cái việc cái chuyện đó Phải hy vọng rằng cái hy vọng là vợ chồng này cũng như là anh cậu vợ chồng của cậu con trai cũng có thể mà đáp ứng được cái nhu cầu của ông bà này có nghĩa là đẻ con được và cũng không có bị mất 650 000 Mỹ kim. <cười> <cười> dạ vâng. Dạ vâng và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 cà phê sáng của Tuần. Nhìn và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái vào sáng hôm nay. Và bản tin đây là một trong những cái bản tin của chương trình cuối cùng của Cà phê sáng ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, Nhi muốn đưa tính cho quý vị một cái bản tin là quý vị cũng biết là Nhi với Lê Thái hay nói chuyện về dinosaurs là những con khủng long ở thời xưa mà nó bị tuyệt chủng rồi phải thưa quý vị. Nhưng mà cái tuyệt chủng của nó làm cho những cái thực vật cũng thay đổi lương thưa quý vị. Giống như là trái cà chua mình bây giờ mà tự nhiên nó à, hồi trước đó là cái những cái thập kỷ trước là rất là khác nhưng mà bây giờ nó thành đỏ là cũng vì cái con khủng long nó tuyệt chủng thưa quý vị, những cái nhà nghiên cứu họ đã nghiên cứu ra à, cái vấn đề này và khoảng 60 triệu năm trước cái sự tiệt chủng trong cái thời phấn trắng là KPG á đã xảy ra thì nó xóa sổ gần 1/3 à, cái số động vật trong đó có con khủng long đi ra khỏi hành tinh của trái đất thì những nhà báo chí họ rất mong muốn được xây dựng lại một cái trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học à, để mà tái cấu trúc lại di truyền những cái động vật mà đã đã bị tuyệt chủng, à, nhưng mà đòi để mà làm được cái việc đó thì đòi hỏi rất là nhiều cái công sức và nhiều cái cái à, những cái cái thực vật hoặc là những cái trí tuệ và mọi thứ luôn để mà tái trúc lại những cái môi trường mà chúng đang sống, thưa quý vị rất là khó khăn. thì họ đó là một cái mong muốn thôi. nhưng theo nghiên cứu vừa rồi do những cái sự thay đổi mạnh mẽ và cái sự tuyệt chủng đó là làm những cái thực vật À, những cái môi trường đã bị thay đổi rất là nhiều. Các nhà nghiên cứu họ đã chia ra cây ăn quả thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm là à, tái tạo trái cây nhỏ hơn hoặc đường kính bằng 4 cm và nhóm còn lại là loại trái cây có đường kính hơn 4 cm. Và các nhà nghiên cứu đã cho thấy một số loại trái cây đã tăng kích thước trong vòng 25 triệu năm sau so sự tuyệt chủng của khủng long. Thì quý vị cũng biết những cái con khủng long này khi nó bị tuyệt chủng thì những cái trái cây nó thay đổi rất là nhiều từ vì nó không có những cái con này ăn nó nữa và nó không có những cái môi trường để mà cạnh tranh nó nữa thì nó thay đổi cái sự tăng trưởng rất là nhiều và cái việc này nó cái việc mà cây cỏ bị thay đổi rất là nhiều nó cũng phụ thuộc vào những cái động vật và những cái loại mà ở xung quanh đó thưa quý vị như quý vị cũng hình dung đây cái điều đó nó cũng rất là logic thôi là tự vì con người mình sống thì mình tạo ra những cái cây vì cái con người của mình mà tạo ra những cái cây quả mình có thể ăn được mà nếu như một ngày nào đó mình bị tiệt chủng đi và con người bị biến mất đây thì những cái cây đó, những cây thực vật đó nó cũng biến mất hoặc là nó thay đổi luôn. Thì bây giờ mình có cái cây cà chua mà nó thành màu đỏ như vậy là cũng cho những cái con uh, dinosaur, con khủng long nó tuyệt chủng đó thưa quý vị. Thì đó là một trong những cái nghiên cứu mà những nhà khoa học đã đưa ra. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. À, thưa quý vị, ở tù thì, à, nói đến ở tù thì không ai muốn đúng không? mà khi mà <laughs> nói tới ở tù đồng. thì chắc chắn là không ai muốn nhưng mà thật sự là đây Lê Thái và nhiều Huyền vẫn đưa đến quý vị những thông tin về những cái nhà tù mà nó nó được cũng được ưu đãi và có, có những người người ta trả lương trả tiền để cho mà vô ở tù trả lương quá à, wow. à, trả lương chắc để bộ ở tù cương. mướn thôi à. nhưng mà ngày hôm nay thì Lê Thái không đưa đến những cái thông tin thú vị đó thưa quý vị Lê Thái đưa đến quý vị quý vị những cái thông tin về những cái nhà tù mà hà khắc khắc khe nhất trên thế giới Ừ. À, và những nhà tù đó là những nhà tù nào đầu tiên thì trên màn ảnh quý vị thấy là cái nhà tù đầu tiên đó là ở florence at max của mỹ thưa quý vị và florence at max hay là gọi là super ở bang colorado của mỹ là nơi mà giam giữ những cái kẻ khủng bố khét tiếng à, như là timothy nào, McVeigh hay là uh, theodore uh, kazinsky và theo lời của một cái cựu quản giáo nhà tù này thưa quý vị cuộc sống ở cái nơi này nó còn khủng khiếp hơn nhiều so với cái chết nữa và ngoài một cái tiến ra ngoài phơi nắng thì hơn 400 tù nhân trong nhà thờ Supermax này dành trọn 23 giờ mỗi ngày trong các buồng giam chật hẹp và ngủ trên một cái tấm bê tông. Và bức tường ngăn cách không cho phép họ nhìn thấy bất kỳ gì hay là tương tác gì với thế giới bên ngoài hoặc với nhau. Và ô cửa sổ duy nhất được thiết kế để mà các tù nhân không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài, ngoài cái nhà tù này thưa quý vị. Và ngoài cái thời gian đó họ còn phải cùm tay cùm chân và à, được giải trí trong vòng có một tiếng mỗi ngày thôi. À, tiếp theo đây là quý vị xem cái nhà tù này là ở nhà tù Maracaibo hay là Sabaneta ở Venezuela đây là một cái nhà tù khét tiếng ở Venezuela đã bị đóng cửa từ năm 2013 và nó được xây dựng để mà nhốt 700 tù nhân và chứa tận đến 3.700 người trong đó có đến 192 người là con của các tù nhân và các tù nhân này phải duy trì cái trật tự riêng của họ và quan trọng cảnh, cảnh ở bên trong rất khi nào được y hiếm khi nào mà được công khai và đây đây là những cái nơi mà người ta nói rằng là đến 150 người đã chết trong cái cuộc hỗn chiến khi các nhân viên an ninh đây cố lại à, giành quyền kiểm soát trong năm 1994 và đây là những cái vụ bạo động mà nó xảy ra cái trong cái nhà tù này. Tiếp theo đây là quý vị xem hình ảnh của nhà tù ở bang Quan uh, ở Thái Lan. Đây là một cái nơi nổi tiếng là pháp trường chuyên tử hình những cái tội phạm ở Thái Lan. Wow. Và nơi cất giữ rất là nhiều tù nhân nước ngoài đặc biệt là người phương Tây vì vi phạm bộ luật chống ma túy hà khắc của xứ chùa vàng này thưa quý vị. Và mọi tù nhân ở đây đều phải đeo cùm chân trong 3 tháng đầu tiên khi bị kết án và tất cả các tù nhân đều phải đeo chiếc cụm này cho đến lúc chết luôn. À, trong năm 2012 thì một tù nhân tên là Jonathan Wheeler đã trở về Anh sau 18 năm thụ án ở Bang Quang vì tội buôn lậu heroin. Và trong khoảng thời gian đó thì người này đã bị giam chung với 17 người đàn ông khác và ngủ trên sàn nhà đầy dáng. Và nếu như mà muốn có thức ăn ngon, uống hoặc là nước uống hoặc dịch vụ y tế thì tù nhân phải trả tiền. Tiếp theo là cái cái tù cái nhà tù Black wow. trophin ở Nga. Đây là một cái trại giam lâu đời nhất ở Nga thưa quý vị được xây dựng từ thế kỷ 17 ừ. là nơi giam giữ khoảng là 700 tên tội phạm tàn ác nhất của cả nước Nga luôn, từ những người giết người hàng loạt hoặc là những kẻ ấu dâm đến khủng bố. Và các tù nhân này bị giam trong giám sát đến 24 giờ và quản ngục sẽ kiểm tra mỗi 15 phút một lần và camera an ninh thì uh, bị uh, bị uh, camera an ninh thì bật liên tục thưa quý vị. Và tiếp theo đây là cái nhà tù La Santé ở Pháp được xây dựng từ năm 1876 wow. ở giữa lòng thủ đô Nghe Paris hả? của Pháp. Và nhà tù này nổi tiếng là một cái nơi mà khi đi vào thì phạm nhân chỉ có thoát ra được khi mà mãn hàng tù mà thôi, có vào mà không bao giờ ra được. Và dù nằm ở cái trung tâm đô thị, kiến trúc và biện pháp an ninh ở La Santé đơn giản và hiệu quả đến mức là những cái người này muốn đào tạo thì đào tẩu thì không thể nào đào tẩu được thôi quý vị. Và nếu như mà bị uh, bệnh nhân mà muốn đào tẩu thì bị kẹt ở cái đường ống thoát nước là chết à, tại vì chỉ có một cái đường lối ra duy nhất là đường ống thoát nước thôi uh -huh. là rất là nhiều tù nhân vượt cục đã bị chết cái trại tù tiếp theo đó là Delta ở Mỹ là một cái nơi ở vịnh Guantanamo ở Cuba đã quá nổi tiếng ở thế giới và đây là một trong những cái nơi mà chứa các nghi phạm xếp vào hàng ưu tiên cao nhất và đây là nơi giam giữ tổ chức khủng bố Al Qaeda bị giam và tra tấn và mỗi ngày có đến 12 lính canh thay phiên nhau chăm sóc những người này cái nhà tù cuối cùng thưa quý vị Nhà tù cuối cùng đây là cho quý vị xem là một nhà tù ở Nhật Bản. Và nhà tù này tên là Fuchu là nơi giam giữ các tên tội phạm sừng sỏ nhất của Nhật Bản. Và trong nhà nhà tù này thì chưa có một phạm nhân nào trốn thoát cả và nếu như mà phạm nhân trốn thoát á, thì tiếp theo đó sẽ là một cái doanh trại quân đội ở sát bên đó luôn. Có nghĩa là chỉ có thoát ra là dính ngay cái doanh trại quân đội ngay đó thôi đây wow. là những cái nhà tù mà khét tiếng nhất trên thế giới mà lê thái gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay ồ oh, cảm ơn lê thái mấy cái nhà tù đó mặc dù là nhìn ghê mà mình đi thăm thì chắc cũng không thích đó hả thích hả? Ở đi thăm uh, cái lịch sử của nó thưa quý vị. À, <laughs> nghe hết tàu rồi đi thăm. Trời cái sở thích thích đi thăm tôi. Chị mà vậy em bất cười quá. Sở thích tàu thì tôi xin mời có sở thích đâu mà nghĩ vậy thôi. Tại vì nó quý vị thấy cái nhà tù ở Pháp nhìn đẹp không thôi. À, ừ, vẫn còn sắp hết hết giờ rồi thưa quý vị. Bản tin kế tiếp đó là về những cái cây cối quý vị như thích trang trí nhà cửa lắm thưa quý vị nhất là mùa hè. Mặc dù ở trong nhà mình mình trang trí đủ thứ mình như thích trang trí một kích tết là contemporary nhưng mà trong nhà có một ít lá cây nhìn nó rất là bát mắt và đẹp thưa quý vị thì vừa hôm nay như cho quý vị một cái loại check loại cây mà loại cây kiển để được chân ở trong nhà thì cái loại cây đầu tiên đó là cây xương rồng thưa quý vị cái cây này nó nằm ở trong cái chậu nhỏ nhỏ đó thưa quý vị ở trong phòng máy sẽ cho quý vị xem cái hình thì vỏ vô nó rất là dễ nuôi và mình không có phải tưới nước nhiều phải chăm sóc nhiều để mà treo ở trong nhà cũng rất là đẹp và đã cái cây này đối với cái cây thứ hai cái này gọi là pila pepperimal myodice thì cái loại cây này gọi là Chinese Money Plant đó thưa quý vị, ở trong cái chậu này, nó cũng rất là đẹp. Thì cái loại cây này là một cái những cây mà rất là phổ biến, và nó gọi là ở Trung Quốc, nó gọi là cây khỉ Trung Quốc nữa. Và nó thích à, tưới nước à, mấy tuần một lần đó thưa quý vị, nó không có cần phải chăm sóc nhiều và cũng rất là đẹp. Và cái thứ hai là cái rêu Marimo thì nhìn như là một cái quả bóng riêu đó để trong nhà hoặc là để trong một cái góc nó cũng rất là đẹp và bên cạnh đó những cái cây này nguyên người ta gọi là cây nhện đó thưa quý vị mà để mà cho nó lẳng xuống nó nằm ở dưới nhà giống như là ở trong hình này như cho quý vị coi đó nó cho những cái loại cây này thì nó nằm ở trong thẳng ra ngoài hoặc là nó nằm ở trong một cái chậu hoặc là ở trước nhà cũng rất là đẹp thưa quý vị thì đây là một trong những cái loại cây mà quý vị có thể mùa hè mình trang trí nhìn cho nó mát mắt ở trong nhà Dạ vâng, em mùa hè và mùa đông em cũng trang trí bình thường, mấy cây này em trồng nhiều lắm rất đẹp, đẹp ha. rất là đẹp khiến cho nhà mình cho có thảm xanh này nọ có không khí giống Nhìn như, như là ở ngoài thiên nhiên. Uh -huh. nhưng vâng cảm ơn chị Như Huyền và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay của Như Huyền và Lê Thái à, một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cũng như là uh, ủng hộ Như Huyền và Lê Thái trong chương trình cà phê sáng cuối tuần xuyên suốt từ uh, những năm qua uh, và quý vị uh, tiếp tục uh, gửi những lời comment cũng như là động viên cũng như là góp ý ở dưới uh, cho chúng tôi được biết qua chương trình cà phê sáng ở kênh YouTube hoặc là ở Facebook hoặc là trên hệ thống của đài nha quý vị Cảm ơn quý vị Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ Như Hiền với Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào tuần tới